Với phần thứ hai của video này thì mình sẽ hướng dẫn các bé ngay lập tức đưa vào cái phần để chúng ta soạn tạo các câu lệnh để thực hiện điều khiển nhân vật trong lập trình. Đúng chưa? Với những cái phần câu lệnh của SWOT được thiết kế rất đơn giản thì các bạn bé có thể chú ý rằng chúng ta thấy rằng phần script, màn hình script là màn hình soạn thảo chia ra nhiều các cái nhóm lệnh khác nhau và có chia theo từng màu sắc khác nhau để dễ dàng có thể phân biệt được là câu lệnh đó thuộc về nhóm nào cho rất dễ việc tìm kiếm. Các bạn sẽ thấy những cái nhóm lệnh như là motion là di chuyển, look là nhìn thấy, hiển thị thấy, sound là phần âm thanh, pen là phần bút vẽ, data là dữ liệu khai báo, event sự kiện, control, sending là các cái tín hiệu được truyền đi từ bàn phím hoặc từ trỏ chuột. Operator là các thuật toán và các cái block. Thì đây là các cái khối lệnh khác nhau trong lập trình Scratch mà các bé có thể tham chiếu và tham khảo dần để chúng ta có thể hiểu được và cách thực hiện của các khối lệnh này. Ví dụ như chúng ta có những cái phần khối lệnh như thế này, chúng ta chỉ cần kích vào và kéo nó sang bên tay trái của chúng ta thôi là chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ kéo nó sang. Đó, chúng ta sẽ kéo nó sang màn hình. Đó. Nếu như các bạn kích vào khối lệnh, các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? À, cái phần mà nhân vật sẽ thực hiện ở phía bên này. Đó. Như vậy đấy cũng là một cách rất là tốt để các bé có thể hiểu được là câu lệnh đấy sẽ làm cái gì, sẽ thực hiện điều gì. Ví dụ như câu lệnh Next Custom này có nghĩa là gì ạ? Là sẽ thay đổi nhân vật, thay đổi hình của nhân vật. Nãy mình có nói với các bạn là bản chất của việc nhân vật di chuyển đấy là việc đi giữa hai hình khác nhau. Hai cái hình có một chút thay đổi về bước chân của mèo, và khi chúng ta chỉ cần thay đổi với một cái thời gian vừa phải, chúng ta sẽ thấy là con mèo đang bước đi. Thì Next Custom là một trong những cái câu lệnh để chỉ ra việc thay đổi cái hình của nhân vật, làm cho nhân vật có cảm giác đang di chuyển trên màn hình. Hoặc như Say Hello, đúng không ạ? Chúng ta kích vào, chúng ta sẽ thấy rằng nó có hiệu ứng luôn, đúng không ạ? Và con mèo đang nói về Say Hello. Chúng ta có thể đổi lại là Xin chào, tôi là mèo Tôm. Chúng ta click vào phần trắng như thế này thì chúng ta sửa lại cái phần mà chúng ta muốn nội dung hiển thị ra, và chúng tôi muốn là bạn mèo này sẽ nói cái câu này trong vòng 4 giây. Thì chúng ta sẽ có cái gì? Đó, xin chào, tôi là mèo Tôm, và hiển thị trên màn hình, đúng không ạ? Tiếp theo, think, suy nghĩ, tức là đang suy nghĩ, đang suy nghĩ cái gì đó. Với các khối lệnh của SWOT được thiết kế giống như là các mẫu của Lego lắp ghép giống như các cái phần hình của Lego với nhau, nên là khá thú vị cho các bé. Khi mà chúng ta ghép hai khối lệnh với nhau thì chúng ta thấy nó khá là khít với nhau, đúng không ạ? Và đây chúng ta đang có một cái khối lệnh như thế này khi mà chúng ta ghép được với nhau. Với trường hợp mà không có cái sự vừa khít như thế này thì các bạn sẽ hiểu rằng là gì ạ? Là các câu lệnh này không thể ghép được vào với nhau. Chúng ta sẽ tìm cách khác để hiển thị. Vì thế nên là cái trò ghép các câu lệnh này cũng rất là thú vị, giống như các bé đang chơi Lego vậy. Đó, tôi sẽ cho cả khối lệnh này chạy. Xin chào, tôi là mèo Tôm, Next Custom và suy nghĩ. Đấy, suy nghĩ. Thì với cái khối lệnh như thế này, khi chúng ta click vào đây thì bắt đầu là lệnh chạy và mèo sẽ hiệu ứng cô ra trong những khối lệnh chúng ta điều khiển. Thế nhưng mà nếu chúng ta muốn có nhiều đoạn lệnh hơn và nó phải chạy tự động cơ, chứ không phải khi nào chúng ta click vào nó mới chạy, thì người ta sẽ sử dụng các cái cờ màu xanh để cho nó chạy và màu đỏ là để dừng lại. Để mà điều khiển được cờ thì chúng ta sẽ phải sang cái phần event và chúng ta chọn cái lệnh là khi click vào cờ thì sẽ chạy cái đoạn chương trình này. Ví dụ tôi sẽ thấy cho các bạn. Đó, khi tôi click vào cờ thì sẽ chạy cái đoạn chương trình đó. Đó. Đoạn chương trình cũng đang được highlight lên là tôi đang chạy và tôi sẽ dừng lại. Rồi tôi lại click vào. Đoạn chương trình đang chạy đến.
Mèo đã nói say hello và next custom, đúng không ạ? Ví dụ như next custom này mà tôi muốn nhanh hơn, nhiều hơn nữa thì tôi sẽ làm những cái cách khác nhau. Thì đây là cái phần mà cái cách hiển thị và soạn thảo của một cái phần câu lệnh. Một cái cách nữa mà bố mẹ và các bé có thể là tham khảo để có thể học được nhiều hơn trong Scratch, đấy là khi mà chúng ta kích vào lệnh và chúng ta ấn vào nút help để chúng ta tìm những cái phần thông tin. Đó, chúng ta có thể help. Đó, thì một trong những cái cách tìm hiểu của công nghệ thông tin ở trên mạng đấy là có rất nhiều cái nguồn thông tin để chúng ta có thể tìm hiểu được và tự học được, chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải đến trường và đến lớp. Thì đó là những cái cách mà các bé sẽ phải học dần, ví dụ như cách sử dụng và tra nội dung trên Google. Thì đây cũng là một cách mà Scratch giúp đỡ cho các bé để tự học ở nhà. Đấy là khi mà chúng ta chọn một câu lệnh và chúng ta chưa hiểu câu lệnh đấy như thế nào, chúng ta có thể phải chuột vào câu lệnh và chọn nút Help để chúng ta xem cái câu lệnh đấy làm việc như thế nào. Từ màn hình Help thì chúng ta đọc và chúng ta hiểu rằng set kích thước 100%, có nghĩa là set cái kích thước cho cái nhân vật này. Nếu như set 50% thì nhân vật sẽ cỡ khoảng như thế này. Set 200% thì nhân vật sẽ to lên khoảng gấp đôi, và set 100% thì nó sẽ y nguyên như hình chúng ta chọn. Thì đấy là cái phần set nhân vật, set kích thước của nhân vật, và cái cách mà chúng ta sẽ có thể hiểu được ví dụ cho phần này. Ví dụ như là tôi sẽ để vào đây và tôi sẽ set 50%, sau đó thì tôi lại duplicate cái này lên. Vâng, tôi sẽ cho nó vào đây là 200%. Sau khi next custom xong, suy nghĩ xong thì tôi lại tiếp tục cho nó về 100% để đảo lại câu lệnh. Tôi sẽ phải kéo toàn bộ, tôi sẽ phải kéo toàn bộ câu lệnh lên trên và xuống dưới. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái khối lệnh để thực hiện. Đúng không? Chúng ta sắp xếp sai vào đây và chúng ta sẽ chạy lại xem là nó như thế nào. Nó nhỏ đi đúng không ạ, và nó lại làm sao tăng lên. Đó, nó về vị trí của nó. Chúng ta thử chạy lại, nhỏ đi về kích thước bình thường và lại tăng lên. Thì đây là cái cách để chúng ta có thể học và tự lập trình Scratch, cũng như là thêm học thêm những cái câu lệnh, thuộc những cái câu lệnh của Scratch ở đây. Việc mà thuộc các câu lệnh sẽ tạo điều kiện cho các bạn tạo ra các cái game và các cái trò chơi mà chúng ta có thể ứng dụng được. Thì số lượng câu lệnh của Scratch không nhiều lắm và chia thành các cái khối module như thế này cũng rất dễ và rất thuận tiện cho các bé trong quá trình học và lập trình các cái trò chơi game. Cảm ơn các bé và các cha mẹ đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của chương trình.